Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ TV. Nếu thấy hay các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến từ tin tức 24 giờ TV nhé. Sau đây mời quý vị cùng đến với các nội dung chính có trong chương trình. Trong bản tin mới nhất về dịch Covid-19 sáng ngày 16 tháng 8, mời quý vị đến với tin tức nóng sau đây. Tin vui, thêm 10 bệnh nhân ở Đà Nẵng được chữa khỏi Covid-19. Một người tham gia chống dịch bị nhiễm SARS-CoV-2, Đà Nẵng truy tìm những người liên quan đến đám tang có 3 ca mắc Covid-19. Bệnh nhân Covid 15 tuổi ở Hải Dương có lịch trình di chuyển phức tạp. Bệnh viện Chợ Rẫy cử đội phản ứng nhanh số 7 chi viện Đà Nẵng. Nghệ An cử 16 nhân viên y tế vào Đà Nẵng. Em bé đầu tiên tại Mỹ mắc Covid-19 ngay khi chào đời. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin vui, thêm 10 bệnh nhân ở Đà Nẵng được chữa khỏi Covid-19. Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang có 9 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, xuất viện và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có thêm 1 ca được điều trị khỏi COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang cho biết, trưa 15 tháng 8, cơ sở này có 9 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện. Các bệnh nhân có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 từ 3 đến 4 lần. Các bệnh nhân được xuất viện gồm có bệnh nhân 467, ngụ Quảng Ngãi, bệnh nhân 768, Quảng Nam, bệnh nhân 684, 706, 801, 799, 809, 813, 826 cùng ngụ Đà Nẵng. Các bệnh nhân trên được đưa về tận nhà và tiếp tục cách ly tại nơi ở, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Tính đến nay, Bệnh viện Giã Chiến Hoa Vang đã điều trị khỏi cho 24 bệnh nhân COVID-19. Cùng ngày, bác sĩ Lê Thành Phúc, giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng cho biết, bệnh nhân 783, 17 tuổi, ngụ Quảng Ngãi được xuất viện sau khi có kết quả âm tình với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 783 được đưa về Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp tục điều trị viêm gan B. Bác sĩ Phúc cho biết dự kiến ngày mai, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tiếp tục cho xuất viện thêm 2 ca nữa. Từ 25 tháng 7 đến nay, Việt Nam ghi nhận 461 ca lây nhiễm tại 15 tỉnh thành, hầu hết liên quan tới ổ dịch Đà Nẵng. Đến nay, Tổng cộng Đà Nẵng ghi nhận 325 ca mắc COVID-19, trong đó 35 người khỏi bệnh, 17 ca tử vong. Tin tiếp theo, một người tham gia chống dịch bị nhiễm SARS-CoV-2 Trước khi phát hiện bị nhiễm SARS-CoV-2, ông C từng tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương và tiếp xúc với nhiều người. Chiều 15 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin dịch tễ của 14 trên 15 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mà Bộ Y tế công bố hôm qua. Trong số này, có bệnh nhân số 915 tên LHC, nam 66 tuổi, chú tổ 29, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo xác minh của ngành y tế, từ 22 tháng 7 đến 24 tháng 7, người này tham gia một hội nghị ở địa phương tiếp xúc với bệnh nhân 800, được Bộ Y tế công bố ngày 8 tháng 8. Chiều ngày 24 tháng 7, bệnh nhân được dự tiệc liên hoan tại quán Hồng Hạc, đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu. Buổi tiệc có nhiều người tham dự. Hôm sau, ông sẽ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình. Ngày 26 tháng 7, bệnh nhân cùng hai người địa phương tên HNS và DT cùng chú đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tổ 29. Ông C và nhà người quen tại đường Nguyễn Thành Hãn, quận Hải Châu tiếp xúc với hai người tên DTTL và TTBC. Bệnh nhân khai với cơ quan y tế trong quá trình sinh hoạt tiếp xúc với người khác, ông đều mang khẩu trang giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Ngày 12 tháng 8, các bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để xét nghiệm. Hôm sau, người này đến tiệm tạp hóa Cô Hát ở đường Trưng Nữ Vương, không nhớ rõ địa chỉ, để mua nhu yếu phẩm cho gia đình. Tối 13 tháng 8, ngành y tế thông báo bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Tin tiếp theo, Đà Nẵng truy tìm những người liên quan đến đám tang có 3 ca mắc COVID-19. Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu những người đã đến dự đám tang tại địa chỉ K160 trên 66 Trần Cao Vân, tổ 29 phường Tam Thuận, quận Thanh Khê liên hệ ngay với cơ quan y tế. Ngày 15 tháng 8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông tin tìm được người có tham dự đám tang tại địa điểm K160 Trần Cao Vân, tổ 29 phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đây là đám tang bà NTL 90 tuổi, thời gian từ ngày 12 đến 14 tháng 8. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, kết quả giám sát sau khi đám tang hoàn thành, các cơ quan y tế phát hiện trong đám tang có 3 người nhà dương tính với virus SARS-CoV-2, gồm bệnh nhân số 937 NTH 52 tuổi, bệnh nhân 938 NVL 34 tuổi, bệnh nhân 939 N 66 tuổi, cùng địa chỉ K160 Trần Cao Vân, tổ 29 phường Tam Thuận, Thanh Khê. Ngoài ra, trong suốt quá trình diễn ra tang lễ, gia đình còn thuê dịch vụ tang lễ Thiện Tâm, địa chỉ 705 Trường Trinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng để phục vụ. Sở Y tế Đà Nẵng thông báo và đề nghị các tổ chức cá nhân liên quan đến đám tang trên lập tức liên hệ với trung tâm y tế quận huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chuyển sang tin tức tiếp theo, bệnh nhân COVID-19 15 tuổi ở Hải Dương có lịch trình di chuyển phức tạp. Thưa quý vị, bệnh nhân 15 tuổi mắc COVID-19 mới phát hiện ở Hải Dương có lịch trình di chuyển phức tạp. Gia soát ban đầu, bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người, các cơ quan đã xác định 36 trường hợp F1. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, ngày 15 tháng 8, Hải Dương ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc COVID-19, đó là TVDT, sinh năm 2005 ở phường Thanh Bình, Hải Dương. T hiện là học sinh trường trung học phổ thông Hồng Quang, có tiếp xúc gần với gia đình chị Quy ở số 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương từ 13 tháng 8 bệnh nhân được cách ly tại trung tâm y tế huyện Nam Sách bệnh nhân T có lịch trình di chuyển khá phức tạp qua giả soát ban đầu cơ quan chức năng cho biết bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người ở thành phố Hải Dương và huyện Nam Sách đã xác định 36 trường hợp f1 bệnh viện trợ rẫy cử đội phản ứng nhanh số 7 chi viện Đà Nẵng thưa quý vị chiều 15 tháng 8 đội phản ứng nhanh của bệnh viện trợ rẫy đã lên đường vào tâm dịch hỗ trợ điều trị bệnh nhân chạy thận nhân tạo nhiễm sars cov2 Giám đốc bệnh viện Trợ Rẫy Nguyễn Tri Thức cho biết, đội phản ứng nhanh gồm 3 điều dưỡng, Nguyễn Văn Định, Hà Văn Triều, Nguyễn Ngọc Hiệp của khoa thận nhân tạo. Đội sẽ hỗ trợ công tác điều trị các bệnh nhân chạy thận nhân tạo mắc COVID-19 tại bệnh viện Giã chiến Hòa Vàng. Từ 25 tháng 7 đến nay, bệnh viện Trợ Rẫy cử 7 đội phản ứng nhanh, tổng cộng 19 thành viên gồm các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, chi viện chống dịch tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, trong các bệnh nhân COVID-19 tử vong được ghi nhận tại Việt Nam, 71% mắc suy thận. Bộ Y tế quyết định xây dựng đơn nguyên thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Hoa Vang Đà Nẵng. Đơn vị này có nhiệm vụ tiếp nhận bệnh nhân lọc máu, chạy thận định kỳ, suy thận giai đoạn cuối. Bệnh viện Trợ Giấy đã có hai đội phản ứng nhanh hỗ trợ điều trị bệnh nhân suy thận mắc COVID-19 tại Trung tâm Y tế Hoa Vàng. Tiếng tiếp theo, Nghệ An cử 16 nhân viên y tế vào Đà Nẵng. Sáu bác sĩ và 10 kỹ thuật viên huyết học, sinh hóa vi sinh của tỉnh Nghệ An đã lên đường. Ngày 15 tháng 8, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đã ký công văn đồng ý cử 16 nhân viên y tế tới hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến ở thành phố Đà Nẵng. Trước đó, Sở Y tế Đà Nẵng gửi công văn đề nghị Nghệ An cử 16 cán bộ y tế, 6 bác sĩ, 10 kỹ thuật viên tới hỗ trợ các bệnh viện giã chiến. Ngay trong đêm 14 tháng 8, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn khẩn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các bệnh viện tuyến tỉnh ra soát những cán bộ có trình độ chuyên môn đúng theo yêu cầu vào chi viện thành phố Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất. Sáng ngày 15 tháng 8, 16 nhân viên y tế lên đường vào Đà Nẵng. Tiếng tiếp theo, bỏ cách ly về nhà, người đàn ông bị phạt tiền. Thưa quý vị, dù đang trong quá trình thuộc diện cách ly F2, nhưng một người đàn ông ở Hà Tĩnh vẫn tự lấy xe máy để về nhà. Chiều 15 tháng 8, thông tin từ Ủy ban nhân dân thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, địa phương vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với ông LDS, 39 tuổi, về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế theo nghị định 176/2013 NĐ-CP của chính phủ. S là công dân đăng ký tạm trú trên địa bàn thị trấn Thạch Hà và được áp dụng biện pháp cách ly y tế theo diện F2 tiếp xúc với trường hợp F1 trên địa bàn từ 31 tháng 7. Tuy nhiên, 9h30 ngày 9 tháng 8, đoàn kiểm tra liên ngành thị trấn Thạch Hà đến điểm kiểm tra đối xuất việc thực hiện cách ly y tế của công dân đi từ vùng dịch trở về thì phát hiện S không có mặt ở địa chỉ cách ly. Ngay sau đó, công an địa phương lập biên bản mời LDS đến trụ sở để làm việc. Tại đây, S khai nhận tự ý bỏ nơi cách ly để đi xe máy một mình về nhà riêng ở phường Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Quá trình về nhà mình, S chỉ ở nhà và không tiếp xúc với ai. Em bé đầu tiên tại Mỹ mắc COVID-19 ngay sau khi chào đời Thưa quý vị, Alexa là trẻ sơ sinh đầu tiên ở Mỹ mắc COVID-19, bé nhiễm SARS-CoV-2 khi còn ở trong bụng mẹ. Gần một ngày sau khi chào đời, Alexa ở Dallas, Mỹ nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 với triệu chứng sốt khó thở. Bé gái sinh non 35 tuần phải thở oxy trong thời gian ngắn. USA Today cho hay Alexa đã bình phục và không gặp biến chứng của COVID-19. Khi cô bé không cần chăm sóc đặc biệt, Alexa khỏe mạnh, ổn định và sẵn sàng về nhà với cha mẹ. Tiến sĩ Amanda Evans, Trung tâm Y tế Tây Nam, Đại học Texas, phụ trách nghiên cứu trường hợp này nói. Gia đình chưa được gặp bé, Alisa là đứa trẻ sơ sinh đầu tiên tại Mỹ mắc COVID-19 của bé lây nhiễm SARS-CoV-2 từ mẹ. Trước đó Wendy, mẹ của bé, vào bệnh viện Parkland ở Dallas trong tình trạng sốt, đau đầu, kèm triệu chứng tiêu hóa. Cô được chẩn đoán mắc COVID-19. Ngày 2 tháng 5, thai phụ sinh non. Sau sinh, các bác sĩ tại bệnh viện này đã tách Wendy và trẻ sơ sinh ở hai khu vực riêng. Sản phụ được điều trị khỏi COVID-19 và trở về nhà, tự cách ly thêm 14 ngày. Trong khi đó, bé Alisa vẫn phải chăm sóc đặc biệt. Tiến sĩ Amanda Evans cho biết virus SARS-CoV-2 được phát hiện trong nhau thai của Wendy. Điều đó chứng tỏ bệnh nhi lây virus khi còn trong bụng mẹ. Tiến sĩ bác sĩ Mamba Braz Jalin, Bệnh viện Parkland cho biết trẻ sơ sinh nhiễm virus rất hiếm gặp. Tại Bệnh viện Parkland, trong 128 thai phụ mắc COVID-19, 6 người sinh ra trẻ dương tính với SARS-CoV-2, các bé bình phục không có biến chứng. Tiến sĩ khuyên cáo phụ nữ mang thai dễ bị suy giảm miễn dịch và có nguy cơ mắc COVID-19 cao. Nghiên cứu từ CDC Mỹ vào tháng 6 cho thấy thai phụ có nguy cơ phải nhập viện do COVID-19 cao gấp 5 lần. Do đó, thai phụ nên hạn chế tiếp xúc chỗ đông người, thực hiện tốt biện pháp cách ly phòng dịch để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là những tuần cuối thai kỳ. Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!